Xin chào mọi người, mình là Vũ Thị Ngọc Oanh, mình đến từ đơn vị trường Trung học Thông Thanh Miện. Mình tham gia chương trình này với mong muốn được giao lưu, học hỏi và mở rộng kiến thức. Hôm nay mình mang tới chương trình STEM Master Channel, đề tài xử lý nước ngầm thành nước sinh hoạt, một trong những đề tài mình áp dụng mô hình giáo dục STEM vào trong việc dạy học của mình. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và góp ý của mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Tôi áp dụng bài học STEM và xây dựng chủ đề xử lý nước ngầm thành nước sinh hoạt sau khi học sinh học xong chương carbon silic hóa 11 nhằm áp dụng khả năng hấp phụ của than hoạt tính và khả năng lọc nước của các thạch anh sỏi. Bài học STEM của tôi được xây dựng dựa trên các tiêu chí sau. Tiến trình của bài học STEM gồm 5 bước: bước 1 xác định vấn đề xuất phát từ thực tiễn, bước 2 nghiên cứu kiến thức nền cần sử dụng và đề xuất các giải pháp, tiếp theo lựa chọn một giải pháp, bước 4 chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá, cuối cùng chia sẻ thảo luận về điều chỉnh thiết kế. Tôi thống nhất kế hoạch triển khai chủ đề của mình gồm 5 hoạt động. Trong đó, thứ nhất, giao nhiệm vụ dự án, hoạt động này được thực hiện một tiết trên lớp. Học sinh tham gia lựa chọn vào các nhóm, mỗi nhóm có 10 học sinh và làm các nhiệm vụ khác nhau. Các em thiết lập bảng K những điều đã biết, V kép những điều muốn biết, H làm như thế nào, L những điều học được hoàn thành sau khi kết thúc dự án. Sau đó, các em xây dựng nhật ký hoạt động đề tài bao gồm 1. Nguyên liệu và dụng cụ, các nguyên liệu và dụng cụ sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài. Thứ hai, các thành viên trong nhóm phân công nhiệm vụ và cuối cùng được hoàn thành trong và sau khi thực hiện dự án, nhật ký hoạt động, các bước tiến hành. Để các em có thể thiết kế được bể lọc, tôi đưa ra các biến và giới hạn của chủ đề như sau. Các biến: thứ nhất, thiết kế bể lọc, vật liệu có thể chọn nhựa, kính, kim loại. Kích thước bể lọc có thể tích từ 5 đến 125 cm khối, hình dáng bể lọc, hình hộp, hình trụ hoặc hình cầu. Thứ hai, vật liệu thiết kế lõi lọc, than hoạt tính, cát, sỏi hoặc vật liệu dùng để lọc nước chuyên dụng và nguồn nước dùng xử lý, lấy từ nguồn nước của các hộ dân trên địa phương. Các tiêu chí để thực hiện đề tài: thứ nhất, nước sau xử lý về ngưỡng an toàn, không màu, không mùi, không vị. Thứ hai, lõi lọc có độ bền ít nhất 2 tháng mới phải thay thế. Thứ ba, tốc độ chảy đạt ít nhất 30 lít trên một giờ. Giá thành của nước sau xử lý phải kinh tế hơn giá thành mua nước sạch trên địa bàn. Giới hạn khi thực hiện đề tài có một số giới hạn sau đây. Trong đó, thời gian thực hiện chủ đề từ 2 đến 3 tuần. Thể tích bể lọc không vượt quá 150 dm khối và cân nặng không vượt quá 20 kg, đảm bảo các em có thể mang tới lớp để thuyết trình. Chi phí không vượt quá 1 triệu cho việc thiết kế bể lọc và lõi lọc. Hoạt động 2: nghiên cứu kiến thức nền và chuẩn bị sơ đồ quy trình xử lý nước ngầm thành nước sinh hoạt. Hoạt động này học sinh tiến hành ở nhà trong thời gian 1 tuần. Học sinh sẽ xây dựng kế hoạch trên kiến thức nền và thiết kế quy trình xử lý nước ngầm. Thiết kế bể lọc dựa trên các vật liệu có sẵn hoặc có thể lắp ghép, đưa ra các giải pháp và chuẩn bị bản báo cáo trên lớp. Hoạt động 3: báo cáo phương án thiết kế quy trình và xây dựng tiêu chí của sản phẩm. Hoạt động này được thực hiện trên lớp, thời gian 1 tiết. Sau khi các nhóm thảo luận và đưa ra phương án thiết kế bể lọc xử lý nước ngầm như sau. Trên cơ sở đó, tôi xây dựng phiếu đánh giá dự án với thang điểm từ 1 đến 4 cho từng tiêu chí và với các tiêu chí như sau. Trong đó, tổng điểm của dự án càng cao thì tính khả thi và hiệu quả của đề tài càng lớn. Ví dụ như với tiêu chí độ bền của lõi lọc, nhỏ hơn 3 tháng 1 điểm, lớn hơn 3 tháng 2 điểm, lớn hơn 1 năm 4 điểm, hoặc tiêu chí chi phí, lớn hơn 600.000 được 1 điểm và nhỏ hơn 200.000 được 4 điểm. Hoạt động 4: thực hiện hoàn thành sản phẩm, học sinh thực hiện ở nhà trong thời gian 1 tuần. Các nhóm thực hiện nhiệm vụ của mình theo kế hoạch, ví dụ nhóm phóng viên phỏng vấn nhà máy sản xuất nước sạch trên địa bàn huyện và cho sơ đồ xử lý nước mặt như sau. Tương ứng với sơ đồ là các hình ảnh thu được từ quá trình thực nghiệm, nước từ sông luộc dẫn tới trạm bơm và mương thu, tới bể trộn chứa phèn chua có tác dụng loại bỏ bùn làm trong nước, hệ thống dẫn tới bể lắng và sau đó được tới bể chứa có chứa chlorophyll và cuối cùng tới tay người tiêu dùng. Nhóm nhà nghiên cứu thiết kế bể lọc xử lý nước ngầm sau khi khảo sát một số nguồn nước ngầm ở địa phương, một số phương pháp xử lý nước ngầm của các hộ dân, các em lấy mẫu nước chưa xử lý mang đo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ cho kết quả hàm lượng sắt vượt quá hơn 70 lần mức cho phép và hàm lượng mangan vượt quá 4,33 lần mức cho phép. Tham khảo ý kiến chuyên gia và được đề xuất thêm hai hóa chất hạt vim chuyên xử lý sắt và các mangan chuyên xử lý mangan. Nhóm thiết kế được sơ đồ xử lý nước như sau. Sau đó các em tiến hành thực nghiệm. Và mẫu nước đầu ra được mang tới đo cho kết quả về mức an toàn chứng tỏ sự thành công của đề tài. Hoạt động 5: giới thiệu sản phẩm. Hoạt động này được thực hiện trên lớp thời gian 2 tiết. Các nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình. Trong đó, nhóm nhà nghiên cứu thiết kế được bể lọc với chi phí từ 350 đến 400 nghìn đồng. Tốc độ chảy đạt từ 130 đến 170 lít trên 1 giờ. Độ bền của lõi lọc từ 1,5 đến 3 năm với các mangan, than hoạt tính và bim. Và các hóa chất này có thể tái sử dụng. Với một bể lọc như vậy, khi đi vào hoạt động sẽ mất từ 900 đến 1 triệu tư. Trong khi đó, để mua một lõi lọc như vậy sẽ mất từ 6 đến 10 triệu đồng. Nước sau khi xử lý không màu, không mùi, không vị và về ngưỡng an toàn. Sau đây là một số hình ảnh của buổi thảo luận.
Cuối cùng, các nhóm ghi lại góp ý nhận xét của các nhóm khác và giáo viên về sản phẩm của nhóm mình và đưa ra các điều chỉnh cần thiết để hoàn thiện sản phẩm. Kết thúc dự án, giáo viên cho học sinh tự đánh giá đồng đẳng và giáo viên đánh giá kế hoạch thực hiện dự án, phiếu đánh giá sản phẩm, video, phóng sự, bài trình bày về mức độ hứng thú của học sinh sau khi thực hiện dự án. Các em rất vui vẻ, hứng thú với môn hóa.